Như lai ứng tránh đẳng giác, minh hạnh, viên mãn, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật, bạt giả phạm, nay đang an ổn chú trì tại đó, sắp nói Pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng Đại Bồ Tát, do thần lực của Phật đó mà hiện ra tiềm lành này. Khi ấy, Liên Hoa Thắng nghe Phật nói rồi, vui mừng nhảy nhót lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn con nay xin đến thế giới kham nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng Đại Bồ Tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt, Pháp môn Đà La Ni, Pháp môn Tam Ma Địa, Thần Thông Tử Tại, ở thân sau cùng, nối ngôi vị Phật, cúi xin dùng lòng thương xót chấp thuận. Khi ấy Phật Liên Hoa Đức bảo Bồ Tát Liên Hoa Thắng, hai thầy hai thầy này đã đúng lúc, được ông cứ khởi hành, Đức Phật liền lấy ngàn cành hoa sen sắc vàng dòng, hoa ấy có ngàn cánh, có các báu tra nghiêm, trao cho Bồ Tát liên hoa thắng và dặn. Người mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni, như lời ta dặn bạch, như lai liên hoa đức xin ân cần thăm hỏi, ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng, việc đời chịu đựng được chăng, chúng sinh dễ độ chăng, rồi cầm hoa sen này dâng lên thế tôn để làm Phật sự người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn thấy cõi phật và các đại chúng ở đó chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình vì sao vậy vì các đại bồ tát kia oai đức khó sánh kịp do nguyện độ xanh thôi thúc vì nhân duyên lớn mới sanh vẻ cõi đó khi ấy, Bồ Tát Liên Hoa Thắng nhận hoa vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng trăm ngàn vô số đại Bồ Tát xuất gia tại gia và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đầu lễ chân Phật đi vòng bên phải rồi xin giã từ mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan, lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương dưới đã đi qua, đến cõi Phật nào cũng cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật, đi quanh trăm ngàn vòng rồi nuôi đứng một bên. Bồ Tát Liên Hoa Thắng tiến tới trước bạch Phật Bạch Thế Tôn, ở phía dưới của cõi này trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Liên Hoa, có Phật hiệu là Liên Hoa Đức, như lai ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật bạt giả phạm, xin ân cần thăm hỏi Thế Tôn được ít bệnh ít phiền đi đứng nhẹ nhàng khí lực điều hòa an vui chăng việc đời chịu đựng được chăng chúng sinh dễ độ chăng rồi cầm ngàn hoa sen sắc vàng dòng ấy dâng lên thế tôn để làm phật sự khi ấy đức phật thích ca mâu ni nhận hoa sen ấy rồi giải trở lại vô số thế giới chư phật ở phương dưới do thần được phật khiến cho các hoa này rơi khắp các cõi phật trong đài của các hoa này đều có hóa Phật ngồi kiết già nói pháp tương ưng đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát. hữu tình nào nghe được nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tội. Khi ấy điên hoa thắng và các tùy tùng thấy việc này rồi vui mừng nhảy nhót khen chưa từng có. Mỗi người tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát xong lui ngồi một bên cứ như thế từ thế giới tận cùng ấy đến đây tất cả cõi phật ở phương dưới mỗi cõi đều có các đức như lai hiện đang nói pháp màu cho đại chúng tại chỗ các đức phật ấy cũng đều có một vị bồ tát đứng đầu thấy hào quang lớn ấy cõi đất biến động và thân tướng phật đều đến chỗ phật bạch bạch thế tôn do nhân duyên gì mà có điểm lành này khi ấy các đức phật kia ngày nào cũng đáp ở phía trên của cõi này có thế giới kham nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp nói Pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Do thần lực của Phật đó nên mới hiện điểm lành này. Các vị Bồ Tát hàng đầu nghe xong vui mừng, ngày nào cũng đều xin đến thế giới kham nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Phật và các vị Bồ Tát. Các đức như lai kia khen hay và cho đi. Các ngài trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn. Người đem hoa này đến chỗ Phật kia bạch lại đầy đủ lời ta, xin ân cần thăm hỏi, ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng, việc đời chịu đựng được chăng, chúng sanh dễ độ chăng, rồi cầm hoa sen này, dâng lên thế tôn để làm Phật sự, người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các vị Bồ Tát chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các Bồ Tát kia oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn mới sanh vẻ cõi đó mỗi vị đứng đầu nhận hoa vâng lệnh rồi cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, đồng nam, đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng dường bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có cúng dường Phật và Bồ Tát, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật, đi quanh trăm ngàn vòng dâng hoa bạch trình mọi việc phật nhận hoa xong dài trở lại phương dưới do thần lực phật nên hoa rơi khắp các cõi phật trong đài của các hoa đều có hóa phật nói pháp đại bát nhã ba la mật đa cho các bồ tát khiến cho người nghe nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột Bồ Tát đứng đầu và hàng tùy tùng thấy rồi, vui mừng, khen chưa từng có. Mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, xong lui ngồi một bên. Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương trên tên là Hoan Hỷ, có Phật hiệu là Hỷ Đức Như Lai, ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài vô thượng trượng phu điều ngự sĩ thiên nhân sư phật bạt giả phạm đang an ổn chú trì tại đó nói pháp đại bát nhã ba la mật đa cho các đại bồ tát ở đó có bồ tát tên là hỷ thọ thấy hào quang lớn này cõi đất biến động và thân tướng phật lòng xanh thắc mắc đi đến trước phật đầu lại hai chân phật bạch bạch đức thế tôn do nhân duyên gì mà có điểm lành này khi ấy Đức Phật Hỷ Đức bảo Đại Bồ Tát Hỷ Thọ, này thiện nam tử, ở phía dưới của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, như lai ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trưởng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật bạt giả phạm, này đang an ổn chú trì tại đó, sắp nói pháp đại bát nhã ba la mật đa cho chúng đại bồ tát do thần lực của Phật đó mà hiện ra điểm lành này. Hỷ thọ nghe rồi vui mừng nhảy nhót lại bạch Phật, bạch Thế Tôn con nay xin đến thế giới kham nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và các chúng đại Bồ Tát, những vị đã đạt được sự hiểu biết thông suốt, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, thần thông tự tại, ở thân sau cùng nối ngôi vị Phật, cú xin rủ lòng thương xót chấp thuận. Khi ấy Phật Hỷ Đức bảo Bồ Tát Hỷ Thọ Hay thay hay thay nay đã đúng lúc Được ông cứ khởi hành Đức Phật liền lấy ngàn cảnh hoa sen sắc vàng dòng, Hoa ấy có ngàn cánh Có các báu trang nghiêm trao cho Bồ Tát Hỷ Thọ và dạng. Người mang hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni Như lời ta dạng bạch như Lai hỷ đức xin ân cần thăm hỏi, ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui trăng, việc đời chịu đựng được trăng, chúng sinh dễ độ trăng, rồi cầm hoa sen này dâng lên thế tôn để làm Phật sự. Người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn thấy cõi Phật đó và các đại chúng chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? vì các vị Bồ Tát kia oai đức khó sánh kể do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn mới sanh vẻ cõi đó. Khi ấy, Bồ Tát hỷ thọ nhận hoa vâng lệnh, rồi cùng với vô lượng trăm ngàn vô số đại Bồ Tát xuất gia tại gia và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đầu lễ chân Phật đi vòng bên phải rồi xin giã từ mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan, lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở phương trên đã đi qua, đến cõi Phật nào cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật, đi quanh trăm ngàn vòng, rồi lui đứng một bên, Bồ Tát Hỷ Thọ tiến tới trước Bạch Phật. Bạch Thế Tôn ở phương trên của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng, tên là Hoan Hỷ, có Phật hiệu là Hỷ Đức như lai ứng tránh đẳng giác minh hạnh viên mãn thiện thệ thế gian dài vô thượng trượng phu điều ngự sĩ thiên nhân sư phật bạt giả phạm xin ân cần thăm hỏi thế tôn được ít bệnh ít phiền đi đứng nhẹ nhàng khí lực điều hòa an vui trăng, việc đời chịu đựng được chăng chúng sinh dễ độ chăng rồi cầm ngàn hoa sen sắc vàng dòng ấy dâng lên thế tôn để làm phật sự khi ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, rồi giải trở lại vô số thế giới chư Phật ở phương trên, do thần lực Phật khiến các hoa này rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này đều có hoa Phật ngồi kiết già, nói Pháp tương ưng Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, hữu tình nào nghe được nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tổng khi ấy hỷ thọ và hàng tùy tùng thấy việc này rồi vui mừng nhảy nhót khen chưa từng có mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát xong lui ngồi một bên cứ như thế từ thế giới tận cùng ấy đến đây tất cả cõi phật ở phương trên mỗi cõi đều có các đức như lai hiện đang nói pháp màu cho đại chúng tại chỗ các đức phật ấy cũng đều có một vị bồ tát đứng đầu thấy hảo quang lớn ấy cõi đất biến động và thân tướng phật đều đến chỗ phật bạch bạch thế tôn do nhân duyên gì mà có điểm lành này khi ấy các đức phật kia mỗi ngày đều đáp ở phía dưới có thế giới kham nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp nói Pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Đại Bồ Tát, do thần lực của Phật đó nên mới hiện điểm lành này. Các vị Bồ Tát hàng đầu nghe xong vui mừng, ngày nào cũng xin đến thế giới kham nhẫn để chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường Phật và các Bồ Tát. Các đức như lai kia khen hay và cho đi, các ngày trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn người đem hoa này đến chỗ phật kia bạch lại đầy đủ loài ta xin ân cần thăm hỏi ngài được ít bệnh ít phiền đi đứng nhẹ nhàng khí lực điều hòa an vui chăng việc đời chịu đựng được chăng chúng sanh dễ độ chăng rồi cầm hoa sen này dâng lên thấy tôn để làm phật sự người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn thấy cõi phật đó và các vị bồ tát chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình vì sao vậy? Vì các Bồ Tát kia oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn mới sanh vẻ cõi đó. Mỗi vị đứng đầu nhận hoa vâng lệnh rồi cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, đồng nam đồng nữ từ giã Phật mang theo phẩm vật cúng dường bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua mỗi nơi đều có cúng dường Phật và Bồ Tát, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật, đi quanh trong ngàn vòng, dâng hoa bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong, giải trở lại phương trên. Do thần lực Phật, nên hoa rơi khóc các cõi Phật. Trong đài của các hoa này, đều có hóa Phật nói Pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, khiến cho người nghe nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột. Bồ Tát đứng đầu và hàng tùy tùng thấy rồi vui mừng, khen chưa từng có. Mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, xong lui qua ngồi một bên. Lúc bấy giờ ở các cõi Phật trong thế giới ba lần ngàn này, các báu sung mãn, các loại hoa quý dài khắp trên đất, chàng phan báu, lọng báu răng bầy khắp nơi, cây hoa, cây trái, cây thơm, cây mượt, cây báu, cây áo, các cây trang sức xen lẫn, trang nghiêm cùng khắp, rất dễ ưa thích, như cảnh giới nhiều hoa sen ở cõi tịnh độ của Đức Như Lai Phổ Hoa, Bồ Tát Diệu Cát Tường, Bồ Tát thiện trụ tọa và vô lượng đại bồ tát có oai đức và thần lực lớn đều ở trong đó hết quyển thứ hai